Dạ chào chị, xin chị giới thiệu về tên của chị. Em tên là Thu. Chị là mẹ của bé tên. Em là mẹ của bé tên Andrea Phạm. Làm sao mà chị biết được cái chương trình AutoKey và chị đến văn phòng này? Chương trình AutoKey này á, thì chị nghe trên TV thôi rồi đến tham khảo với bác sĩ. Mà trước khi làm thì chị có biết cái độ của bé Andrea là bao nhiêu độ không? Trước khi làm AutoKey thì độ của bé là mắt phải á, là 4.25, độ loạn là 1.75, còn mắt trái á, là 5.25, độ loạn là 1.25. Bây giờ là bé đã đeo AutoKey được bao lâu rồi chị? Bé đã đeo AutoKey được 2 năm rồi. Thì sau cái đêm đầu tiên là Andrea thấy rõ hay không? Sau đêm đầu tiên Andrea nhìn rất là rõ. Vâng, mà theo em được biết là chị không có sống ở đây phải không? Chị sống ở Dạ đúng. chị sống ở Sống ở tiểu bang Louisiana nè. thì cái schedule mà để check up với bác sĩ trên trường đó là chị có cho bé Andrea gặp thường xuyên hay không? Tại vì ở tiểu bang xa nên là một năm hè mới cho bé về đây check up bác sĩ một lần thôi. Thì lần đầu tiên là chị bé Andrea gặp được bao nhiêu lâu? Lần đầu tiên là làm AutoKey mới được có một tuần đó là bé phải đi về Louisiana. Rồi đúng một năm sau thì mới đến check up lại với bác sĩ. Vậy là tốt, mắt của bé, chị không nghe bé than phiền điều gì trong suốt một Dạ năm vừa không. qua. Sau một năm check up thì mắt của bé rất là tốt. Rất là rõ phải không chị? Dạ. Rồi nếu mà chị rất là happy về cái AutoKey cho bé Andrea ha, thì chị có chia sẻ với gia đình hay bạn bè những người thân chị biết hay không? Rất là vui rồi thấy Andrea mắt rất là rõ nên là với chương trình AutoKey này sẽ chia sẻ với lại bạn hoặc là gia đình nếu có ai muốn làm AutoKey thì đến với bác sĩ trên trường. Thì trước khi mà chấm dứt thì chị có muốn nói điều gì với bác sĩ Trang Trương không? Em rất là hài lòng làm AutoKey cho bé. Bác sĩ Chêm Chương rất là tận tâm, giải thích rõ ràng. Vâng, rồi em cảm ơn chị rất là nhiều. Và cảm ơn chị.